núi Ba Đen Tây Ninh nha. Chào Đức Phạm Thị. Chào chị Hiền. Dạ, đi núi Ba Đen chưa? Chào Trần Thị Ngọc ấy. Chào Cân. Nặng lắm. Chuẩn bị gá cấp treo này. Đã mua con bò luôn đó. Đây này, người thành công luôn còn lối đi đi. Vợ của Thái Bà Phương này đủ bông này. Bị chị cái kia khẩu trang ướp luôn nữa cái thằng đây là đây là nhà xe khách nhà này cũng cầm như mấy răng răng cũng đưa cho chị lại Phương răng cũng đưa cho hả sương mộc cà phê mộc cho chậm cái khẩu trang đẹp ướp luôn nữa cái chị chậm phải dùng hàng đầu quyền đây là người thành công luôn có lối đi riêng nhé em nuôi nhé. Đồ biết bà gái. Nói chấm cho gầy không ạ? Có cấp rẻ, có xe điên gì? Cười. Bắn tim. Chưa. Anh bị tạt như phải lên. Rồi. Cứ bố ăn luôn á. Bố cạp mà lên.
không lên trên mặt sông. Thôi sáu tám này là thôi cho con ta đi lồi đi anh, lồi vô đỉnh này, lên đỉnh được không anh ơi? Lồi đi đỉnh này, con lồi để đi cạc này. Cái chuốt rồi cái lên đỉnh được. Nó cứ quay mấy ngày. Thôi thôi. Đóng lắm á. Ờ. Để tới 9. Tới 9 thì chỉ bộ 7. Nên nghe nói chính thì lọc này để tới 9 thì chỉ bộ 7 mạnh khỏe. Đi ăn thanh chuyến. 300 rồi. Người đồng nhất kiện cháu từ nãy cháu chị Hành à, ghép trẻ đi với các ba luôn nha, không ngồi các tòa lên đi đi lên bờ ngờ gia đông làm chi nè. Một cặp gồm có năm. Một cặp đã ra 10 người chắc là đủ luôn. Chào. Chị một đoàn nhanh đủ chưa con nướng.